Quái thú, The Beast. Mỗi một đời tổng thống đều có một chiếc limousine bọc thép chuyên dụng để hộ tống khi họ di chuyển. Và mỗi một chiếc xe đều mang những đặc điểm riêng nhất định, phụ thuộc vào cá tính của vị tổng thống mà chiếc xe phục vụ. The Beast 2.0 là mẫu limousine chống đạn được thừa riêng cho tổng thống thứ 45 của nước Mỹ, Donald Trump, với mức giá lên đến 1,5 triệu đô. The Beast 2.0 là mẫu xe đắt nhất từng được chế tạo cho các đời tổng thống Mỹ. Tuy nhiên, nó chưa phải là điều thú vị duy nhất về quái thú này. Ngoài những tiện nghi hàng đầu, quái thú The Beast 2.0 được ví như một cỗ xe tăng với trang bị vũ khí bên trong được giữ bí mật hoàn toàn và an toàn tuyệt đối. Trong video ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng khám phá toàn bộ những thông tin thú vị về chiếc xe đặc biệt nhất thế giới này nhé.